dính ghế luôn. Hello, xin chào mừng mọi người quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức, trung tâm mua bán xe đa và sử dụng, và em là Đức Hưng nha. Thì địa chỉ bên em là 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, siêu thị ô tô Hà Nội 389 nha. Bên em là chuyên mua bán các dòng xe lướt, xe đa và sử dụng và có cam kết về chất lượng như cam kết xe không cứng đụng, không ngập nước, bao chất hãng thoải mái nha. Và có chế độ có hỗ trợ là bảo hành sau bán hàng ha, hậu mãi sau bán hàng. Ok, hiện tại bên em Hưng đang cần thu mua rất là nhiều các dòng xe. Quý anh chị đang có nhu cầu cần bán xe, đổi xe hoặc là tư vấn cái dòng xe nào có liên hệ trực tiếp với em Hưng ha. Em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị luôn. Ok, trong video này em xin giới thiệu quý anh chị một mẫu SUV của hãng Kia nha. Đây, chiếc xe em vừa về quý anh chị mới cứng nha. Đây là chiếc Kia Sorento, New Sorento quý anh chị, sản xuất 2022 nha. Phiên bản Premium, máy dầu màu trắng quý anh chị, chạy mới có 10.000 km thôi, 10.000 km quý anh chị, cực kỳ mới luôn. Con này là sơn si của nó là coi như là 99.9% nha. Ok, con này đang mang biển kiểm soát là biển 93 quý anh chị ha. Thì bên em Hưng sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho quý anh chị, thì quý anh chị có thể sang tên toàn quốc không vấn đề cả ha, bao pháp lý hết. Ok, thì đây là một cái mẫu xe 7 chỗ khá là ăn khách của hãng Kia quý anh chị ha. Thứ nhất là giá mềm so với người anh em của nó là Santa Fe, thì Sorento có vẻ là giá nó sẽ mỏng hơn khoảng 100 triệu quý anh chị ha, cùng phân khúc mới quý anh chị. Bộ đèn của nó là chiếu sáng nè, là ba cái đèn led quý anh chị nha. Thành ra là quý anh chị không cần phải nâng cấp cái hệ thống chiếu sáng của nó nữa. Đấy, đủ cho chúng ta sử dụng luôn nha. Rồi, có đèn led định vị thời trang nữa này. Và phía trước được trang bị là 4 cảm biến trước nha quý anh chị nha, và cái camera 360 độ nữa. Quý anh chị rất là đẹp nha, nhìn nó khỏe khoắn hơn cái mẫu trước đó. Đấy, rồi, xe được trang bị là la răng hợp kim nhôm, phay sơn tĩnh điện hai màu nha. Đấy, kích thước của cái la răng này là 19 inch quý anh chị, nên thành ra cho cảm giác chạy rất là đầm chắc luôn. Và vỏ zin theo xe là vỏ Michelin nha, Michelin luôn, thành ra là cách âm cũng rất là tốt nữa. Đấy, lên toàn đồ xịn thôi. Gương chiếu hậu ha, chỉnh điện nè, chỉnh về gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có camera 360 độ phía dưới nha. Camera 360 độ đời này á, là hãng trang bị nét cực kỳ nét luôn. Rồi tay nắm nè, có tích hợp tay nắm thông minh ha, bệ bước zin theo xe luôn. Đấy, phiên bản này á, là bây giờ đầy đủ option hết. Về toàn bộ viền cửa sổ là đầy đủ ốp inox nha, tạo một cái độ sang trọng cho chiếc xe chúng ta. Hàng có cả rèm cửa này quý anh chị, rèm cửa nha. Đấy, rồi ghế da màu be quýt rất là đẹp ha, cực kỳ đẹp luôn. Và chắc chắn là không thể nào thiếu cửa sổ trời nha quý anh chị. Một chiếc xe phân khúc cao của hãng Kia không thể nào thiếu cửa sổ trời. Ok, đấy, rồi mình qua đây mình ở phần đèn hậu phía sau được trang bị là thiết kế là dạng thẳng đứng quý anh chị ha. Đấy, rất là đẹp ha, full led hết luôn. Có camera lùi nha, camera lùi và 4 cảm biến lùi nè, ADD ha, dẫn động hai cầu nha quý anh chị, phiên bản Premium CRD máy dầu. Cúp điện của nó nằm đây nha. Đấy, rất là tiện lợi luôn quý anh chị. Bộ đồ nghề sơ cua là chưa qua sử dụng luôn, vỏ là còn riêng vỏ sơ cua là chưa rớt luôn nha. Đấy, con này thì nó 7 chỗ ngồi nha quý anh chị. Thì chủ xe trang bị cái tấm này để lót ha, tại vì người ta không có sử dụng hai hàng ghế sau, người ta lót lại. Bên em Hưng cam kết cho quý anh chị là sùng chỉ và ốc ác đồ là nguyên zin hết, bao cứng đụng, bao ngập nước nha. Con này là hãng đang báo là tiêu hao nhiên liệu mà chạy trong thành phố nó khoảng 7 lít tư thôi quý anh chị, rất là tiết kiệm luôn. Còn nếu mà đi ngoài đường trường khoảng có 6 lít mấy thôi, 5 lít mấy, 6 lít thôi, rất là tiết kiệm. Đấy, xịn sò nha, thiết kế quá mới quá đẹp luôn quý anh chị, nhìn còn phải mê nữa mà. Đấy, rồi sau là cực kỳ rộng rãi luôn nha. Đấy, duỗi thẳng chân luôn quý anh chị. Em Hưng là 1m75 nha. Đấy, có thể kéo lên kéo xuống này để cho cái hàng ghế sau nếu có người ngồi thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn nha. Con xe này là 7 chỗ nha quý anh chị, 7 chỗ luôn chứ không phải là 5+2 nữa. Có cửa gió sau, đấy, đầy đủ hết. Ok, chiếc Sorento xe hàng là chăm chút kỹ từ trong nội thất quý anh chị nha. Thời trang, vừa là chất liệu mà vừa cả thời trang, là thiết kế rất là đẹp. Chỗ để tay này, những cái nút bấm này, đấy, và những cái hoa văn ở trên cửa nữa quý anh chị. Đặc biệt là xe là phiên bản này được trang bị là Labo nha, Labo, trang bị Labo luôn quý anh chị. Thành ra là bảo đảm quý anh chị là sẽ có một chuyến đi cực kỳ gọi là thoải mái nha.
Đấy, về cả ngồi và về cả âm thanh lẫn hình ảnh luôn. Đấy, rồi xe được trang, ghế tài được trang bị là ghế chỉnh điện nha. Ghế chỉnh điện có cả sấy ghế luôn anh chị, sấy ghế nha. Này ghế nó có lỗ này, thoải mái ha. Đấy, cái ghế tài này thiết kế là nó có hai cái bên, hai cái bàn, hay có hai cái má nó ôm vô quý anh chị, tạo cảm giác chạy rất là thể thao ha. Vô lăng này là bọc da nè, có ru control ga tự động và có cả lẫy số thể thao luôn, có đèn tự động, gạt mưa tự động ha. Odo thì mới có 10.276 km thôi. Màn hình 9 inch zin theo xe ha, có dẫn đường kết nối Apple Bluetooth, có Apple CarPlay hoặc là Bluetooth ha, dẫn đường luôn. Phía dưới này thì ở phiên bản máy dầu Premium sẽ được trang bị là cần số nó sẽ là núm vặn của anh chị nha, nó giống như là của Range Rover vậy đó. Và có các chế độ chạy này, có hỗ trợ đổ đèo ha, tắt mở cảm biến và camera 60 auto hold luôn. Phía dưới này thì sẽ có là lỗ sạc cắm USB và cả sạc pin không dây. Trên đây là chỗ điều chỉnh đóng mở cửa sổ trời ha. Đấy, rồi chủ xe thì cũng vừa mới lên cái camera hành trình cho chúng ta thôi. Ok, đây là khoang máy chúng ta nha. Xe được trang bị động cơ là 2.2 turbo nha, hộp số tự động là 8 cấp nha. Con này máy mà khung gầm nó là cùng với lại Hyundai Santa Fe luôn. Bên em thì cam kết cho quý anh chị là máy móc nguyên zin nha, sùng chỉ đồ nguyên zin hết, bao chất hãng. Và xe này còn bảo hành chính hãng đến 2025 nha. Quý anh chị có thể là mang ra hãng kiểm tra hoặc là đưa thợ đến kiểm tra thoải mái nha, không vấn đề gì cả. Nên em Hưng đang chào bán chiếc xe này với giá là 1.210.000.000 nha. 1.210.000.000 và có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng là 70% giá trị định giá. Quý anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn về xe hoặc về ngân hàng thì liên hệ em Hưng. Số điện thoại là 0938 73554 nha. Em Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn về xe, về ngân hàng cho quý anh chị luôn. Ok, xin cảm ơn và hẹn lại quý anh chị những video khác nhé.